Xin kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ chịu sự tác động của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực, nên trời có mưa nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay vào khoảng 30 cho tới 33 độ. Dự báo từ ngày 12 tháng 9 mưa sẽ gia tăng hơn về diện và lượng. Thủ đô Hà Nội trưa và chiều nay vẫn có nắng mạnh. Nhiệt độ ngày ở Hà Nội cao 33 độ. Độ ẩm trong không khí là trên 75% nên cảm giác oi bức xảy ra. Từ chiều tối đến đêm mưa có thể xảy ra rải rác với lượng mưa và diện mưa phân bố không đều. Với các tỉnh thành miền Trung, trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 35 độ. Cục bộ có điểm nắng nóng trên 35 độ. Sau đó vào chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa lớn tập trung ở phía Tây, các tỉnh từ Quảng Trị xuống đến Phú Yên. Người dân cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm cho cơn dông. Thành phố Đà Nẵng là một trong những vùng chịu tác động mạnh của gió Tây Nam đưa ẩm từ Tây Nguyên tới, nên trong chiều và đêm nay có mưa dông, thậm chí có mưa to, ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần. Do có mưa nên nhiệt độ ngày đêm ở mức thấp, phổ biến là dưới 32 độ, trời mát mẻ. Gió mùa Tây Nam cũng đang mạnh lên nên Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng gián đoạn vào trưa chiều. Sau đó thì mưa sẽ xảy ra ở trên diện rộng. Khu vực phía Nam của Tây Nguyên và toàn bộ các tỉnh Nam Bộ vẫn là những vùng có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Người dân cần phải đề phòng tố lốc trong cơn dông, cũng như là nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp và sạt lở đất đá vùng đồi núi. Với thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối nay cũng có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Còn trưa chiều nay thì sẽ có nắng gián đoạn, nhiệt độ vì thế mà sẽ duy trì ổn định, cao nhất trong ngày từ 32 cho đến 33 độ. Và đến đây bản tin thời tiết trưa ngày 10 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị. Thank you.